Hi, chào các bạn, mình là Quốc Kha đây. Welcome back các bạn đến với kênh Quốc Kha Official. Và ngày hôm nay Quốc Kha sẽ làm một cái video để giới thiệu cho các bạn một sản phẩm phải gọi là siêu phẩm của nhà Louis Vuitton. Dân chơi mình hay gọi là LV nha các bạn. Đây. Cái sản phẩm ngày hôm nay Quốc Kha muốn giới thiệu các bạn đó chính là một chiếc nón Louis Vuitton. Quốc Kha vừa nhận được đầu tiên tại Việt Nam mình luôn nha các bạn. Đây là mẫu của Giáng sinh 2021 và cũng là một cái model của được bán tại năm 2022 nha các bạn. Chúng ta gọi đây là season 2021-2022, nhưng mà nó là season cho mùa Giáng sinh nha các bạn nha. Thì Quốc Kha nhận được chiếc nón này đầu tiên tại Việt Nam, thì Quốc Khai sẽ cho bạn xem hôm nay cái gì. Đây là túi giấy bên ngoài nha các bạn. Chiếc nón này được gửi từ Pháp về, Quốc Khai order từ Pháp về nha. Quốc Khai chơi nha các bạn, mua về chơi đây. Sản phẩm đây. Đây, trước mặt các bạn đây là một cái box. Box nhà LV. Wow. Đây, một chiếc mũ Louis Vuitton. Đây là nha các bạn. Quốc Kha cầm ra để ra ngoài trước. Để trong hộp thì cái da nó hơi nhăn tí, các bạn thông cảm. Nó có một cái túi dead bag các bạn nha. Đây là cái túi vải, cái hộp. Rồi giờ mình bỏ ngay qua đi. Rồi. Đây, trước mặt các bạn đây chính là một cái chiếc mũ LV. Mình gọi là LV các bạn, Louis Vuitton. Nó là một cái phiên bản da màu đen, da mỏng. Cái phiên bản này nó ra để phục vụ mùa Giáng sinh của toàn thế giới, thì nó sẽ rơi vào mùa xuân của Việt Nam mình các bạn, nên chất liệu da của cái nón này mỏng mát, rất nhẹ các bạn, đội cực kỳ đã luôn nha các bạn. Và Quốc Kha dám chắc rằng chiếc mũ này sẽ bán rất hot, rất chạy tại Việt Nam mình luôn. Tại vì về cái độ mịn da, mỏng nhẹ, nó không có dày như những cái chiếc mũ những đợt trước dành cho cái mùa thu đông các bạn. Nó dày lắm các bạn, đội vô nó nặng cái đầu. Mẫu này siêu nhẹ luôn, cực kỳ nhẹ luôn các bạn. Nhìn cái foam mũ nè, đúng không, foam rất đẹp nha. Cái foam mũ này nè, Quốc Kha để nghiêng nè các bạn xem, đội vào đầu foam này rất là đẹp. Nó màu đen á, do quay ánh sáng á, các bạn nhìn này nó sáng lên. Thực tế ra nó màu đen, đen xì rồi các bạn nha, đen. Đây, cái foam mũ rất đẹp nha các bạn. Đây, ngoài trước nó nè, đó, họa tiết đồng tiền LV. Wow. Cái này nó, các bạn nhìn nó hơi móp móp ở đây, nhưng mà không phải. Khi các bạn đội vào đầu nó sẽ ra nè, nó tròn ra là các bạn nha. Đây, mũ này chưa có người đội các bạn. Thì Quốc Kha sẽ là người sở hữu đầu tiên chiếc mũ này tại Việt Nam và cũng như tại Sài Gòn các bạn. Quốc Kha đặt chiếc mũ này về Quốc Kha đội. Đây, mình cũng được vinh hạnh được sở hữu đầu tiên chiếc mũ này tại Sài Gòn, cũng như là chiếc mũ này có mặt đầu tiên tại Việt Nam. Chưa có dân chơi nào có đâu nha các bạn nha. Dám chắc chứ các bạn luôn, cái video clip này lên ngày hôm nay thì chưa có một dân chơi nào đã được sở hữu hết. Rồi, Quốc Kha cho bạn xem bên trong đó nha. Đây, cái mặt dưới là da. Đây này là da B. Da B nó được một cái là nó rất là mịn, nhẹ. Và cái độ dai của nó rất là chuẩn, rất là tốt. Nè, các bạn nhìn trong nè. Đó, những cái logo nè. Bạn thấy không? Logo LV nè, đó. Đây, logo LV. Đây nó có chữ là Louis Vuitton nghĩa viền nha các bạn. Hàng phay thì mình nói thật sự ra thì cái đẳng cấp nó làm cái nón này chưa có tới được đâu các bạn. Nè, logo nè, các bạn nhìn dưới những cái miếng lót nón á, nó có logo của nhà LV nè. Ra cận cảnh cho các bạn xem. Đây các bạn nha, nè nè. Đó. Đây nha, logo nè. Đó, ngay con cái của cà chỉ nè. Đây. Nè các bạn ha, đây logo nè.
đây logo nè các bạn, logo à, hai bên viền nó có chữ Louis Vuitton, và ngay đây có một cái tem sườn truyền thống, tem 58 nha các bạn, đây made in Italy. LV này được gia công tại Italy các bạn. Và đây là chính là cái khóa chốt, cái khóa giống như dây nịt mình đó các bạn. Quốc ca làm YouTube á, là chỉ là quay chơi thôi cho nên Quốc ca không có chuyên. Các bạn đừng có buồn phần lòng vì cái chất lượng hình ảnh cũng như âm thanh nha các bạn. Mình không có đầu tư chuyên nghiệp như YouTuber, mình không phải làm YouTuber. Đây các bạn xem nè ha. Đó. Cái khóa bướm nó có cái khóa bướm có logo LV Louis Vuitton nha các bạn nha. Đó, rất đẹp. Đây chiếc mũ da. Đây hồi nãy cái form Quốc Kha cho bạn xem form bên kia. Thì bây giờ Quốc Kha cho bạn xem cận cảnh form bên này. Nói chung bên này không thuận tay, Quốc Kha khó để. Nên các bạn phiền lòng các bạn cứ nhìn theo cái form như hồi nãy nha các bạn nha. Đây form rất đẹp. Đây, đây trước mặt các bạn đây chính là chiếc mũ LV. Da này thì đợt này nó ra cái season này cho 2022, đầu 2022 thì cái chất liệu này rất là đã, da mịn nhẹ, đặc biệt rất là nhẹ, chứ nó này cực kỳ nhẹ luôn, đội không có nặng đầu, mặc dù nón da nhưng mà rất là mát. Phần lót bên trong này là lụa được gia công tại Italy, chất lụa cực kỳ mát luôn. Và đây khóa rất đã các bạn nha. Ở đây là một cái tag theo nón, nó cũng không nói là vấn đề gì. Đây các bạn nhìn form này đó, form rất tròn rất đẹp nha. Thì đây là chiếc mũ mà Quốc Kha muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay. Đây đầu tiên tại Việt Nam và đầu tiên là được sở hữu bởi Quốc Kha. Quốc Kha sưu tầm chiếc mũ này đầu tiên tại Việt Nam và đầu tiên tại Sài Gòn luôn. Và Quốc Kha đã đập hộp nó vào Quốc Kha đội luôn. À các bạn nào có nhu cầu chơi những cái món này nè, mua những cái sản phẩm này á, thì Quốc Kha order dùm các bạn. Chỉ lấy tiền công, tiền công chắc khoảng chừng 600.000 tiền công. Nói chung ra là mình chơi vừa đam mê vừa chơi. Và bạn nào cần thì mình mua dùm. Chỉ lời có 600.000 tiền công để lấy chiếc nón này cho các bạn thôi. Một cái khoản tiền vừa đủ uống cà phê thôi, 600.000 nó không có lớn đâu các bạn. Thì mình làm vì đam mê, chơi hay đam mê thì mình sẽ order cho các anh em. Anh em nào có nhu cầu thì báo khao khao order cho. Đây, bạn nhìn nè, đẹp không? Quá đẹp luôn. Đẹp hút hồn luôn các bạn ơi. Quốc Kha dám chắc là chiếc mũ này cực hot trên thị trường luôn, không bao giờ mà không hot được cái mũ này hết. Từ chất liệu cho tới thiết kế nó rất là dễ đội các bạn. Và là cái da này nè, khi mà các bạn đội bị chày á, chày xước cho quá trình sử dụng á, mình chỉ cần bát một cái loại kem cream á, của thằng New Zealand, nó chuyên là phủ lên da để bảo vệ với lại giữ cái tuổi thọ da, cực đã luôn các bạn. Chiếc nón này nếu mà các bạn sử dụng đúng quy chuẩn á, các bạn có thể sử dụng chiếc nón này hơn 20 năm luôn, 20 năm chưa hư chiếc nón này luôn. Thì giặt thì các bạn chỉ giặt cái lòng trong này thôi, còn phần da này nè, khi xuống nước rồi á, các bạn phơi trong mát rồi các bạn đánh lại một lớp cream để dưỡng da. Đây, cái viền nón này nhăn không phải là lỗi đâu nha các bạn, không phải lỗi form. Mà khi các bạn căng ra như vậy nó hết nhăn rồi đó. Tại mình bẻ cong quá thì nó sẽ nhăn. Đó, bằng căng ra là nó không có bị đâu. Nhưng mà những sản phẩm này đa số là may tay, các bạn may tay thủ công. Cho nên các bạn cái độ nhăn là phải có. Đây là gọi là cái form nón, chứ không phải là nón lỗi hay là nón dởm. Các bạn mới chơi các bạn nhiều khi nhìn các bạn nghĩ nón dởm mà thực ra không phải. Quốc Kha có rất là nhiều nón, phải nói là người sở hữu nón nhiều nhất Việt Nam này luôn. Quốc Kha chơi nón rất là mê từ nhỏ luôn rồi các bạn. Rồi thôi, video đến đây thì Quốc Kha xin tạm dừng.
Hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những cái video đập hộp và những sản phẩm hàng độc sưu tầm của Quốc Kha. Chúc các anh chị trong mùa dịch này có một cái sức khỏe thật là tốt, may mắn, hạnh phúc vượt qua mùa dịch này. Và đến đây thì Quốc Kha xin tạm biệt tất cả các anh chị. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những video clip sau nhé. Goodbye.